Con nóng. Mẹ con ngứa lắm rồi. Ngứa. Mẹ con muốn chúa con đi tắm á. Thì con yêu mẹ. Pipi mẹ mẹ, pipi vô bờ. Nhà mình có mới ở rồi. Có nhà mới ở rồi. Mẹ con yêu mẹ. Đúng rồi, mẹ yêu con. Ừ. Con yêu nhé. Mẹ con nóng. Mẹ con... Nào, nhà bên này vẫn còn nha. Có nhìn thấy ớt không? Đây rồi. Nhìn thấy ớt. Mẹ ơi, ốc ra vừa tan không nói cả. Con nhìn thấy ớt con cá này. Con ớt con đâu? Mà con ớt con trời con ta. Con nhìn thấy con cá ớt này. Vậy rồi. Mẹ thì là con đây này. Mẹ con hoa con ăn xanh. Được không? Được hả? Thế thôi. Được.
Tao thấy vợ con mày khổ lắm, không có gì ăn đâu, đi phải đi mò ốc đào sắn về ăn được à? Em cũng cảm ơn anh, nếu mà anh biết tiếng thì em cảm ơn anh. Không anh biết tí anh dẫn em đi gặp hai mẹ con. À, mẹ con. Đây em đừng có lên nhỉ, nó không có rượu thôi, cho nó ăn. Bây giờ em không có rượu đâu anh ạ, à. Em ăn nhé. Mày ăn đi. Này đi vào này. Được. Đấy, cái đường hai mẹ con nó vào ở chưa? Cổ thế này cơ mà. Đi được đường này đi xuống. À. Một lúc trèo lên là thoát đấy. Vâng. Con này trèo lèo dậy cuối rồi. Thank you.
đấy, đi một lúc nữa. À, hai lều hai mẹ con như kìa. À, trên đấy à? Ừ. Đấy. Em cảm ơn anh nhé. Lên mà xem xong là xin lỗi hai mẹ con, xong là đưa hai mẹ con về nhà đi nhé. Vâng, em thấy biết. Cuộc sống nó vất vả quá, toàn đi đào sắn với đi tìm ốc về mà ăn này. Vâng. Thương đứa bé. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Rồi em không có gì để cho anh nữa đâu đấy. Em bây giờ em với con không có cái gì ăn, anh có lên đây em ạ. Em ơi, anh vào đây không phải đòi tiền nữa, anh bây giờ anh bỏ rượu rồi, anh vào đây đón bảo em tha thứ cho anh lần đầu thì em bỏ qua cho anh để anh đón hai mẹ con về ở với anh. Bây giờ anh cũng tô chí đi làm ăn rồi, bây giờ anh cũng làm được cái nhà rồi, ở trên kia thì anh đón em bỏ qua cho anh để anh đón hai mẹ con về. Làm con. Sao mà tin được hai vợ con. Hai, làm sao mà tin được anh nói. Em bây giờ em thấy chán lắm rồi. Toàn suốt ngày đi uống rượu, không thấy lo cho vợ con gì cả. Anh thề với em, bây giờ anh thề với em từ nay trở đi là anh không bao giờ anh uống rượu nữa, anh bỏ rượu rồi. Thế làm sao để em tin anh? Em chỉ sợ về nhà lại suốt ngày đánh em không chịu được đâu. Suốt ngày đánh đập đuổi vợ con. Bây giờ anh bỏ rượu rồi, anh không nát như ngày xưa rồi. Anh bây giờ anh thương hai mẹ con nhiều nhỉ? Nhẹ nhẹ. Nhẹ yêu bố không? Làm sao để chứ? Bây giờ anh đón vợ con em về đây thì làm sao mà em tin được anh? Bây giờ con còn muốn về với anh, hỏi xem con có muốn về với anh nữa không? Con muốn về với bố không? Có. Con về bố nhá. Ý em tha thứ cho anh lần này đi. Anh bỏ thật, bỏ anh cai rượu được rồi. Bây giờ anh đi làm cũng có tiền, cũng thu nhập được. Anh hãy cố gắng làm nuôi hai vợ con. Thế về nhà anh phải hứa là không được uống rượu nữa. Rồi anh bỏ rượu lâu rồi, anh không uống rồi. Bây giờ anh không uống rồi. Bây giờ anh đi làm, anh cũng làm được cái nhà nhỏ nhỏ ở trên kia rồi. Cuộc sống nó cũng khá hơn một trước rồi. Chỉ cần anh không uống rượu thôi thì con em sẽ tha thứ cho anh một lần về, nhưng mà không được uống rượu nữa đâu nhá. Em theo anh về, nhưng mà anh về anh không được uống rượu nữa đâu nhá. Nếu mà có một lần nữa em không tha thứ cho anh một lần nữa đâu. Rồi anh hứa với em với con, từ nay anh sẽ cố gắng làm, anh sẽ không uống rượu nữa. Em tạm thời tin anh. Thế ừ. Hai mẹ con theo anh về nhá, đi anh hộ dọn đồ nhá. Nha con nhá. Vâng. Dọn đồ. Bây giờ bố dọn đồ cho con với mẹ về ở với bố nhá. Anh điệu cũng được nhé. Anh Bùi. Rồi anh ra điệu, em cầm chậu nhé. Rồi đi về thôi nhá, đi về thôi nhé con nhé. Đi. Đi về nhà ở nhé. Nhá, hay con với mẹ đi ở với bố nhá. Thank you.
Đến nhà rồi đấy, nhà bố đấy. Ừ, đến nhà rồi. Mở ra cho nó mát nè. Con ơi, về đây. Mở đây này. Về đây mở cho mát nè. Về đây cho mát nè. Ừ. Đi con. Đấy. Con biết mở không? Đấy. Đây anh còn làm hết lợn này, nuôi cả lợn mà. Bây giờ em về em lấy về cho ngũ anh làm cắm lợn nhất cho lợn ăn nhé. À con đấy nhé. Yêu bố, yêu bố cắn. Ừ. Bố yêu cắn. Ừ.